Cập nhật lịch thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024. 2K6 ơi, thời gian không còn nhiều nữa. Vậy là cuộc đua Trung học Phổ thông Quốc gia đang bước vào giai đoạn nước rút. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sẽ diễn ra vào 4 ngày, bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 đến hết ngày 29 tháng 6. Ngày 26 tháng 6 là ngày làm thủ tục dự thi, ngày 27 tháng 6 và ngày 28 tháng 6 là ngày thi chính thức, còn ngày 29 tháng 6 là ngày thi dự phòng các bạn nhé. 2K6 ơi, bình tĩnh, tự tin, chiến thắng, bởi dù kết quả có ra sao vẫn có dạy nghề thanh xuân phía sau nhé. Đầu vào dễ dàng, chỉ cần đủ 15 tuổi và đủ sức khỏe học nghề. Thời gian đào tạo chỉ từ 6 tháng đến 1 năm, tiết kiệm thời gian và chi phí. 30% lý thuyết, 70% thực hành, chương trình bám sát thực tế. Và cuối cùng ở dạy nghề thanh xuân 93 Nguyễn Tuân có hơn 20 ngành nghề tha hồ cho các bạn lựa chọn. Xuất phát sớm để có lợi thế sớm, rất nhiều bạn 2K6 đã liên hệ tới dạy nghề thanh xuân 93 Nguyễn Tuân để đăng ký và được tư vấn. Còn bạn thì sao? Bạn muốn tư vấn thì để thông tin của mình ở mục bình luận để chúng ta cùng trao đổi nhé.